Phi Long Võ nhảy lên, cho rằng là muốn đòi chuyện lại. Đây là Phi Long Võ áp dụng sai, sai cái hiện tượng của Văn Phát. Cái kia là Nguyễn Tiến Dũng ghi ra tên tuổi rồi danh sách trong đó tiền bạc bao nhiêu để người ta cộng đồng. Còn cái này là nghe cái nội dung chính của người ta đó, người ta thắc mắc rằng là có đánh tay hay không, là đánh tay có phải có phải chịu hay không. Cái nội dung là chỗ đó chứ không có biểu hiện của một cái hiện tượng như Nguyễn Tiến Dũng là đầu tiền. Nguyễn Tiến Dũng không ghi cái câu nào là đầu tiền lại trong đánh tay của con Văn Phát đó, không. Nhưng cái biểu hiện đó bây giờ chúng ta nhìn lại thì đúng là ý đồ là muốn đòi tiền, quyết tâm đòi tiền thì bị gì? Đưa 200 sẽ lấy lại, lấy xong là còn mẫu số còn lại có được không? Thì vậy đấy, anh cũng khẳng định là Nguyễn Tiến Dũng không đòi tiền trong cái vụ mà đám của Phan Phát. Nhưng mà trước đây thì anh nói rằng là anh tung hô cái thông tin, anh dẫn dắt cho dư luận và đám dư luận viên, có nghĩa gọi là dư luận viên là cái đồ đề của anh ở nhóm thứ tư đó, đồng loạt lên tấn công anh Tiến Dũng, cho rằng anh Tiến Dũng là một người ác nhân ác nghiệt, đi đòi lại cả tiền phúng điếu cũng đi đòi lại. Đấy, bây giờ thì anh lại nói ngược để chứng minh cho cái vụ việc anh Phi Long. Thì anh cho rằng anh Tiến Dũng không có đòi tiền phúng điếu của Phan Phát, mà chỉ nêu những cái quan điểm trong cái vấn đề mà chia sẻ những cái thông tin về các cá nhân đã có lòng ủng hộ giúp đỡ cho gia đình Phan Phát. Đúng, cái điều đó là ai cũng thấy cũng biết, mục đích của anh Tiến Dũng là nêu ra để cho Phan Phát thấy được và nhớ được cái ơn của người đời khi họ ở đâu đâu, một cái phương trời nào mà họ nghe cái gia đình mình có một cái hữu sự như vậy, họ cũng đồng lòng thương xót và gửi tiền, là phải nhớ ơn người ta. Không nên mà đem người ta lên bàn dân thiên hạ này mà treo ngươi chọc ghẹo hay hoặc là chửi. Đó là cái lời khuyên của anh Tiến Dũng đối Phan Phát. Nhưng mà anh, cô thuộc sĩ đồng loạt đưa ra các thông tin bài trò dựng chuyện cho rằng anh Tiến Dũng là tồi tệ đến mức là phải đi đòi tiền phúng điếu của Phan Phát, đưa lên cái danh sách. Thấy không? Anh cũng đã biết rất rõ cái chuyện đó mà. Cái ý chí của Nguyễn Tiến Dũng muốn đòi lại tiền phúng điếu. Còn cái này không ai nói tên của tuổi đó. Nếu đòi tiền phải có tên của tuổi, cho nên nó Phi Long Võ chọc vô, cho là cũng đòi tiền không phải. Như vậy từ chỗ này chúng tôi đã bản thân tôi thấy cái hiện tượng, và cái hiện tượng này điều chỉnh theo quy định pháp luật như thế nào, pháp luật Việt Nam như thế nào, và trong cái những cái quy phạm đạo đức xã hội đó điều chỉnh như thế nào, thì cái phần mà theo quy định pháp luật thì tôi khẳng định gần như là rõ ràng đó. Còn cái phần mà quy phạm đạo đức xã hội đó tôi trình bày tới quan những cái gì mà tôi có khả năng tin tưởng, vì ở đây trong cộng đồng mạng, trong những mà nước nhiều người tiếng và tổ tác đang đợi hơn tôi, thứ hai là biết đợi hơn tôi, thứ ba là có cả khả năng người ta chuyên cái này hơn tôi rất nhiều, cho nên cái phạm trù mà quy phạm đạo đức xã hội tôi nói chỉ có phần mà nó biết được thì tôi nói, tôi chia sẻ cái gì đó, nội dung nó khẳng định đấy. Bây giờ quay lại cái việc là Phi Long Võ nói sai thì chẳng mấy điều căn bản sai. Thứ nhất, Phi Long Võ cho rằng á là ý đồ muốn đòi tiền lại, thì tôi không có ý đồ đó, cũng không có căn cứ nào để thấy rằng đòi tiền lại hết, vì không có tên có tuổi nói ra. Thứ hai là Phi Long Võ cho rằng Nguyễn Trọng Hiếu không có căn cứ nào hết, từ cái tin nhắn cho tới cái lời gọi cũng như là cái cơ sở chứng minh là đã Nguyễn Trọng Hiếu thì tại sao nhận tiền cũng phúng điếu đó mà còn có cảm ơn, đã là biết rồi là không có nói gì nữa. Trả lời cảm ơn em, cảm ơn ông, một câu ở bạc là vì chúng tôi Nguyễn cũng nói một câu không cần giải thích gì hết. Thế còn cảm ơn là cảm ơn nhận đại nhận tiền lâu thì cái đó không phải, cái đó không phải là bị phúng điếu. Như vậy là đầy đủ. Thứ nhất là trong cái tang lễ mà cho là kỷ luật của Phi Long Võ này là không có hình ảnh, không có căn cứ nào để nói là bị phúng điếu. Thứ nhất. Thứ hai là khi nhận tiền phúng điếu là có cảm ơn đại nhận và cảm ơn, như vậy là đầy đủ cơ sở nói là cái tang này không phải là bị phúng điếu. Cái tiếp theo nữa là Phi Long Võ cho rằng là quyên góp, còn còn không có ai quyên góp, không có cơ sở nào quyên góp hết, chính mình đây là tự nghĩ ra. Tiếp theo là cắn sức hợp đồng, trong này không có nào có hợp đồng. Hợp đồng là một cái giao dịch dân sự, một cái kế ước, một cái giao kèo, nhưng có những cái mà trong giao dịch dân sự nó không là hợp đồng, không là hợp đồng. Biểu hiện rõ nhất là cái sẵn nó thường thường cái gì luôn là trong cái phúng điếu đánh tay. Nếu mà ở nước ngoài hoặc là ở trong nước nói chung là những người thì xin số tài khoản, mà tôi nói cụ thể luôn cho nó dễ. Một cái người A ở bên mình Pháp xin số tài khoản, nói chung là trong cái quan hệ chúng ta biết đâu và có số tài khoản gửi tặng cho anh chàng ở Việt Nam này 100 euro, thì cái đó hợp đồng tặng cho, hợp đồng tặng cho, hợp đồng trong cái giao dịch dân sự là hợp đồng miễn, hợp đồng văn bản, hợp đồng văn bản có tiếp tục, đó là những lần thứ có ba thứ đó. Thì bây giờ trong cái trường hợp này nè, cái tiền phúng điếu này, tiền phúng điếu này là nó liên quan hệ dân sự, nó không thiết lập. Do đó mà quý vị chú ý rằng là một cái hợp đồng là xảy ra hết, cho nên đó Phi Long Võ nói chấm dứt hợp đồng là sao, không đúng cái chuyện này, sao cái việc đó. Như vậy là có những cái điểm mà Phi Long Võ nó không đúng sự thật về ngay cả cái đánh tay của chuyện mình, mà trong đó có nhập cái ác ý nữa, đã là sai rồi mà còn ác ý nữa chứ không phải là thiện ý. Cho nên đó câu chuyện nó gây ra phản quốc, tôi nghĩ là ngôn ngữ chia sẻ thông trong này. Vì sao tôi nói tới cái chuyện này nữa, như vậy bây giờ nhìn dưới làm tính vi phạm đúng quy định của bộ luật dân sự thì quý vị nên nhớ là tiền phúng điếu nó là tài sản, mà tài sản là tiền mặt. Thế thì khi đi phúng điếu vậy đó, ai là quyền được xác lập quyền sử dụng tài sản, nó phải nói tới đó mà chứ, nó có đó. Vậy khi mà tham chiếu vào quy định pháp luật để chúng ta trên tinh thần thượng tôn pháp luật thì trong đó cái tiền phúng điếu nó cũng là một dạng tài sản, dịch chuyển tài sản là có hiện tượng dịch chuyển tài sản từ chủ sở hữu này sang người khác thì phải xác lập quyền sử dụng của người khác đối với cái tài sản đó. Như vậy là tiền phúng điếu này trong đó có tư đi chăng nữa thì khi mà diễn về chuyển cho Phi Long Võ này, Phi Long Võ có phải là cái người mà tổ chức đám tang mà không, tiền phúng điếu tôi lặp lại, tôi mở rộng lại là đó là cái đồng tiền là tài sản mà dịch chuyển từ chủ sở hữu này sang một người khác, thì cái người khác nó có quyền để mà thụ đắc, để mà xác lập quyền sử dụng tài sản đó không, và người đó là ai trong cái mối quan hệ như thế này ở đây.
Như vậy là cái tiền phúc hiếu đó sẽ đi tới cái người mà tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức cái lễ tạ đó, đó. Thì thông thường đó là cái người trong gia đình đó và gắn liền, có thể là chăm sóc, có thể nuôi dưỡng, có thể là ngay cả những cái việc mà tổ chức tại nhà nữa. Thì đó, những cái điều đó là phải xác định được ai là cái người mà chịu trách nhiệm tổ chức cái lễ tạ. Thì người đó đó là người có quyền xác lập quyền sử dụng tiền phúc hiếu đó. Và chỗ này cũng mở ngoặc đó riêng, tiền phúc hiếu của người của đám tang đó, thì cái người quá cố đó đó, tiền phúc hiếu đó thì có được coi là hoặc là có tham gia vào trong cái di sản thực tế của người chết được không? Thì người nó đăng luôn đó là không. Mặc dù đi phúc hiếu là đi phúc hiếu vậy, nhưng mà cái người cái tiền nó không được xem là cái tiền để mà đưa vào di sản thực tế. Thực tế cuộc sống này tận tâm lắm, nhiều lắm, nhiều đâu phải không đâu đó, đâu phải là tôi tự nghĩ ra đâu mà nó là nhiều lắm. Thì cái tiền phúc hiếu đó là không, không bao giờ là di sản thực tế được, bởi vì di sản thực tế là tài sản của người, của một người mà khi mất rồi đó họ để lại chết, một lần nó mất chết, khi người đó chết thì để lại dương gian này, phần đó là phải của họ đã. Anh khuya anh phân tích, anh nghiên cứu, anh đem ba cái chuyện này anh lên trên mạng xã hội anh chia sẻ, nó tào lao quá anh lẫn danh ơi. Tiền phúng điếu làm sao mà anh nói nó liên quan đến tài sản thừa kế được? Bây giờ tiền phúng điếu là nó xuất phát bởi một cái câu chuyện, một cái sự cố sự thế của một gia đình, nó có một cái hậu sự nó xảy ra đột xuất, và cái tiền phúng điếu này nó cũng giống như cái tiền của mạnh thường quân mà cho tặng, nó xuất phát từ cái lòng tự nguyện. Và nó xuất phát bởi một cái điều kiện nó rất là bất ngờ, cho nên không thể mà đem cái tiền phúng điếu này ra anh phân tích, anh so sánh cho rằng đây có thể là một cái tài sản thừa kế được. Không thể thừa kế được. Tiền phúng điếu là để lo cái hậu sự cho người đã khuất, và ai trong gia đình là người đại diện để lo, để gánh vác cái trách nhiệm này. Trong cái số tiền phúng điếu là nó xuất phát từ cái tấm lòng thiện tự nguyện của bà con. Khi ai hướng về người đã khuất thì người ta đem dâng hiến cái tình yêu thương này, nó ở một cái góc độ tức thời, chứ không thể mà phân tích nghiên cứu vô trong cái tài sản thừa kế được. Làm sao tiền phúng điếu mà anh đem anh so sánh với một cái tài sản thừa kế được các bạn? Tài sản thừa kế là nó xuất phát từ người đã khuất khi còn sống có và làm ra các cái tài sản để lại cho con cháu trên dương trần này hưởng hoặc là thừa kế cái tài sản đó, thì cái đó mới được đưa vào trong cái quy định của pháp luật là tài sản thừa kế như thế nào. Còn cái tiền phúng điếu là một cái sự cố bất ngờ và cái sự kiện tức thời khi gia đình có hậu sự, thì xuất phát từ của này gọi là của bá tánh của bà con đem dâng hương cúng viếng cho người đã khuất để lo cái hậu sự tức thời. Chứ làm sao mà anh em so sánh cái sự việc này mà để rồi nghiên cứu phân tích theo cái quy định của pháp luật được? Quy định của pháp luật không có, không biết là có hay không trong cái vấn đề mà tiền phúng điếu là được quy vào trong cái tài sản thừa kế. Theo mình nghĩ là sẽ không có cái quy định đó đâu, đúng không các bạn? Bởi vì cái quyền thừa kế một cái tài sản thì nó phải là nó xuất phát từ tài sản của người đã khuất làm ra và tồn tại và gìn giữ lại để thừa kế lại cho con cháu. Thì là cái tài sản đó khi người đã phúc còn sống, người ta nhìn thấy và người ta có và nắm giữ cái tài sản đó mới gọi là cái thừa kế để chia ra. Chứ khi mà người đã mất rồi thì anh lên cái tiền, cái tài sản thừa kế này ra anh phân tích làm chi? Người ta mất rồi thì người ta đâu có biết rằng là trên dương trần này ai cúng điếu cho người đã phúc bao nhiêu tiền đó, mà anh đem ra anh cho rằng đó là cái tài sản thừa kế. Nghe nó rất là vô lý, và không biết cái sự việc này nó liên quan đến cái câu chuyện gì mà hôm nay anh lại lôi anh Phi Long Võ và lôi cái sự việc liên quan đến cái tài sản và cái số tiền này ra anh phân tích, anh cho rằng nó liên quan đến pháp lý. Nghe nó vô lý không các bạn? Như là còn sống là của họ chết thì họ mới là gọi là để lại thành di sản. Thì cái tiền cũng nếu họ chết rồi mới phát sinh mà là đâu có được. Cái khái niệm đó là ngay từ đầu thôi. Tức là cái tiền thực tế là cái di sản thực tế là phải là người đó còn sống thì là của họ, mà khi họ chết là họ để lại dương gian. Nếu để lại có gì chút thì gì chút mà nếu không có gì chút thì gì chút thì pháp luật. Đúng, cái đó thì được công nhận. Như vậy là cái tiền cũng nếu không là di sản thực tế, nhưng mà phải xác lập quyền sở hữu. Thì vậy trong cái quay lại cái vụ cụ thể của cái lòng nhỏ này, thì như vậy là làm sao xác lập quyền sở hữu? Bây giờ là cái tiền phúng điếu này là người đại diện thay thế cho gia đình, người thân họ hàng lo giữ cái số tiền đó mà lo cái hương khói cho người đã khuất trong cái thời điểm, thời gian từ ngày đã mất cho đến là các cái ngày lầm tuần kế tiếp theo đó. Chứ cái tài sản của cái tiền phúng điếu này ở đâu mà nhiều mà có thể là xác lập thêm một cái tài sản để gọi là thừa kế, để gọi là người thừa hành được? Chỉ đúng Phi Long Võ mất, nhưng Phi Long Võ có phải người tổ chức lâm tang không? Để xác lập cái sở hữu tiền phúng điếu đó chứ. Vậy là ai xác lập quyền sở hữu tiền phúng điếu đó? Thì chính Phi Long Võ trên lùng lai cũng trả lời rằng á, là Phi Long Võ còn giữ được tiền đó, bạn giữ được tiền đó là để nó gì? Để mua quan tài bắt đầu tới cầu quyền lũa.
cho người chết cũng mày cũng mày tao đi chết thì loạn xạ trên trong trong mạng, nhưng nói chung là phải không cho hai lần cái tiền mà không liếu phải không cho một tay để gì để là để mua trả cái lại đó, mua trả cái lại chỗ này tôi xin thưa về mặt quy định pháp luật xác lập quyền sở hữu đó là phi lông đỏ là không rõ ràng, chứ tôi chưa nói là người này chỉ chiếm đoạt riêng cho mình chưa nói bởi vì sao tôi là chúng tôi là quen biết là quen biết phi lông đỏ và cái người chết đó theo phi lông đỏ đó là người chịu, mà nếu người chịu đó mà chết thì cái người tổ chức đám tang đó phi lông đỏ phải cầm cái lượng tiền mà chúng tôi phúng liếu do quen biết phi lông đỏ đó đưa vào cái tổ chức đám tang đó để cái người mà tổ chức đám tang đó họ ghi nhận cái việc đó và đồng thời họ làm cái chuyện gì họ trang trải này nọ, và nếu đúng nghĩa của nó đó mà trang trải nó còn dư tiền đó thì tiền đó họ tiếp tục để cho những người thờ cúng lo cho người thờ cúng chứ không phải là gì lẽ đó đó mà cái tiền phúng liếu thì ổng mắt là chúng tôi biết phi lông đỏ là cái tiền phúng liếu đưa cho phi lông đỏ cũng đã xác là quyền sở hữu không phải cái gì đó đâu, như vậy là cái quyền sở hữu tài sản thì tôi đã nói là tiền phúng liếu nó phải đi vô trong các bạn tổ chức đó giàu cho không thành lập ban gia đình các thứ thì cái người tổ chức chịu trách nhiệm cho cái đó tăng lễ đó đó họ phải người là quyết định xác lập quyền sở hữu để họ chi trả chi phí trong cái việc đó, còn cái nợ là phi lông đỏ nợ à tại sao nó chỗ này tức là cái nợ này không phải là nợ pháp luật quy định pháp luật phi lông đỏ không nợ ai cái tổ chức tiền phúng liếu nợ đấy, nhưng cái quy phạm đạo đức xã hội đó thì lại tự nhiên thừa nhận chị của phi lông đỏ mất thậm ví dụ như chồng con của chị phi lông đỏ là tổ chức thì cái tiền phúng liếu là phải đưa tới chồng con đó, đâu phải là phi lông đỏ bỏ túi, nhưng phi lông đỏ nói gì được mà sai, không đúng mà như vậy tiền mất thì người ta dùng do trong việc mà phi lông đỏ nợ những người đi phúng liếu đấy là nợ cái gì, nợ đây không phải nợ tiền mà coi như là còn năng một tiền nhờ nợ tiền mà nợ đây là nợ đó để một ngày nào đó cái hậu sự của những người khác sẽ xảy ra thì phi lông đỏ lại đi như lại như chúng tôi đã từng đi, phi lông đỏ nợ là nợ đó nợ cái nghĩ đó đó chứ không phải nợ cái nghĩ là nợ tiền mà coi như tội là phi lông đỏ phải trả lại không phải, do đó đó mà ở đây pháp luật chỉ điều chỉnh ở chỗ là dịch chuyển làm tiền thì ai là người xác lập quyền sở hữu, tức là quyền sở hữu căn cứ vào đâu mà có tài sản đâu, căn cứ vào cái hiện tượng là phúng liếu tăng lễ cho nên cái người mà có tổ chức đó họ có quyền xác lập quyền sở hữu tài sản đó, còn phi lông đỏ nói rằng là lão nhỏ giữ tiền để rồi là nay mai đó là dừng lại cái phong bạc ác ý là tù người ta chết để sau để mua quan tài, à để mua quan tài như vậy lại làm việc mà vô cùng phản cảm, nó lố bịch mà nó phản ánh một con người không hiểu biết lẽ phải là gì. Cái đồng tiền mà người ta phúng liếu cho cái người thân của mình là nếu mà không miễn chấp biết thì mình nhận nó thì nhận đó, đồng tiền nó phải đưa vô cho cái chỗ mà làm đúng cái nghĩa vụ của mình đó, bị lòng chó bỏ túi giữ đó, đó là một sai. Cái sai thứ hai là lại đi tù cho người ta là để mà coi như người này chết thì chết lâm, khi như phi lông đỏ tự ấn định cái chết người ta luôn là tới cái lòng chửi người ta là phi tông thì tự luôn, như vậy là cái sai nó sai rất nặng nề về quy phạm đạo đức xã hội, và bản thân phi lông đỏ đó tự nhiên ấn định luôn để mà mua cho quan tài không, cái tiền đi phúng liếu là mình đi còn người ta sử dụng như thế nào đó là chuyện của người ta, người ta mua cái này hoặc người ta trang trải thì đó là quyền quyết định, khi người ta phúng liếu tới cái người mà chịu trách nhiệm tổ chức cái đầu thì người ta toàn quyền xác lập quyền sở hữu đó để gì họ chi phí vào trong cái tài sản đó, tôi nói ngay cả còn dư thì họ được quyền xác lập để chuẩn bị cho những cái sau này. Ông cách chức lại cho rằng một điều nữa là tiền tôi còn giữ đây, những cái điều đó là cái điều đưa lên mạng xã hội đó mà phi lông đỏ không hài lòng, cái chỗ là một kênh đi nhiều kênh cuối cùng cũng không hài lòng về kênh mình lên chủ luôn, vì lẽ đó mà cái khôn liền của phi lông đỏ nó thể hiện rằng chính cái đám tang của chị mình ăn được với trên mạng xã hội trong này mà đưa lên mạng bóp méo sự thật, cái bóp méo sự thật rồi quyền của người ta cho nên thành cái đám tang của chị mình nó nổ đâu trên mạng xã hội còn mình như là lúc bình đầu, đó là do phi lông đỏ tạo ra đã vậy rồi mà cái phản cảm với cái lời chửi bới của mình còn đọc miệng tác hợp là đi nguyên lũ mà những người ta gì sẽ phải người ta gì nghĩ tình thì người ta đạo lý muôn đời cũng duy trì thì tốt đẹp đó người ta đi phúng liếu mình đi làm ngược lại, mình phản lại những cái gì mà nó là việc không lâu đời thì không lâu đời không ai mà cái tiền phúng liếu tôi giữ lại để mà tôi đi mua quan tài để tôi trầu con người ta chết này thì tông thì tự như thế nào không mà lại tiền đó giàu nặng ra một cái hiện tượng là miễn phúng liếu mà năn nỉ mà nhận tiền lại là tàu lao, hồi giờ có ai mà đi phúng liếu đám tang mà phải năn nỉ cái gia chủ hoặc là người mà cái người mà có khổ sở mà nhận tiền năn nỉ là năn nỉ sao, mà trong khi đó phi lông đỏ lại mâu thuẫn cái chỗ là phi lông đỏ là miễn phúng liếu mà lại là giữ tiền, ủa là sao mà miễn phúng liếu tại sao là cảm ơn nhận tiền chứ phải cảm ơn, tôi cảm ơn nhưng mà vì miễn phúng liếu tôi không nhận đã khác, miễn phúng liếu mà nhận tiền phúng liếu xong rồi cảm ơn gì lại nhận tiền đâu mà cảm ơn mà nhận là sao, đây là cái việc mà đầu đuôi bất nhất, nguyên nhân của đầu đuôi bất nhất mà phi lông đỏ bày ra cái đánh đạn của chị mình không nhận mạng cho ai hết, cho nếu nó bày không biết cái sự việc này như thế nào mình không theo dõi không nghe ngóng, nhưng mà hôm nay nghe cái anh ẩn danh này anh thể hiện cái sự bất nhất cay cú của anh đối với lại anh Phi Lông Đỏ liên quan đến cái vấn đề mà tiền phúng điếu hậu sự cho chị Di của anh Phi Lông Đỏ, không biết cái câu chuyện này không biết có ai nghe rõ trên cái đường live của anh Phi Long hay không, nhưng mà trên đây là chúng ta có thể nghe thoáng qua là nhận định cái sự cay cú của anh ẩn danh này, có thể rằng là anh cũng đã đi phúng điếu cho gia đình của anh Phi Lông Đỏ, nhưng mà vì một cái cớ sự nào đó mà ý anh Phi Lông Đỏ có thể là muốn đem cái số tiền này trả lại và muốn nói những cái quan điểm có thể là xúc phạm hay hoặc là nặng nề gì đó mà khiến cho anh chị này cũng thấy là bất bình về cái nhận định của anh Phi Lông Đỏ sai lầm về cái vấn đề đó, cho nên trong cái bài chia sẻ của anh đưa ra để phân tích các cái góc độ về
cái đạo lý cũng như cái quy định của pháp luật thì nghe cũng có lý đó, nhưng mà trong sự thật này thì thực hư như thế nào thì chúng ta chưa rõ, để từ từ rồi tìm hiểu sau. Nhưng mà cái sự cay cú anh ở đây, anh lôi cái chuyện gia đình, cái chuyện hậu sự, cái chuyện mà nó không liên quan trong một cái vấn đề của cái hiện tượng của mạng xã hội hiện tại mà anh đem ra để nghiên cứu, để phân tích như thế này thì nó quá là dư thừa, nó quá là dài dòng ha. Cái chuyện mà muốn đấu tố, muốn triệt hạ uy tín hay hoặc là muốn lôi một ai ra để mà chỉ trích như thế nào để chứng minh được cái thành tích cũng như cái trách nhiệm của mình thì phải đưa những cái nhận định nó thực tế trong cái câu chuyện này. Thế bây giờ cái chuyện mà cái hậu sự của một gia đình thì cái chuyện đó là nó qua rồi, không có ai mong muốn, mà bây giờ anh lại lôi cái đó ra đem trước bàn dân thiên hạ, anh chia sẻ nguyên một cái bài thuyết giảng của anh như thế này thì nghe nó quá là nó quá là vô lý, mà nó quá là không phải là cái chủ đề mà cái đề tài để cho một luật sư ẩn danh như anh lên phân tích nghiên cứu ở đây được. Một cái sự tranh luận đấu tố nó mang tính là căng thẳng về cái sự cay cú của mình, không biết còn cái gì mà để đối phó được, cho nên là anh phải lôi cái chuyện hậu thế của gia đình ra để mà bôi nhọ, đánh đổi hoặc là để triệt hạ anh Phi Long này. Nói chung là như vậy. Thì thật ra thì giận thì chết trong đầu đó, thì cái lời của Phi Long nhỏ đó là lời của lời đúng đó. Để nghe hết cái bài chia sẻ này như thế nào nha các bạn, chứ không ai ước muốn như một Phi Long nhỏ trong người ta chết. Trong khi đó người ta, mình gia đình mình hậu sự người ta đi phúc điếu, để lộ là mình trong cho người ta chết. Bỏ qua cái này đi anh, rồi nói cái này dài lắm các bạn. Chia sẻ như vậy thì nói tới được ảnh thì ảnh lại đi làm vai trò của cũng không chẳng hạn. Thì tụi mẹo để mà nói lên những chết chóc, báo hiệu những chết chóc, và ai làm gì đó không, chỉ giúp một Phi Long nhỏ. Tôi xin đưa đầu nằm ở trong ngoài nước, lưu ý làm gì cũng Phi Long nhỏ, đóng vai cũng cứu được không chẳng hạn. Thì Phi Long Giỏi cũng là một nhân vật anh tạo ra, anh tái tạo ra một cái hiện tượng xấu của mạng xã hội bây giờ thì coi như là nhận cái trả giá gậy âm độc lưng ông là đúng rồi chứ gì nữa. Trước đây thì anh đã từng ca ngợi, ngưỡng mộ, tôn sùng Phi Long Giỏi là một thần tượng, là một nhân vật chửi có bài bản, chửi có trí tuệ, có văn, có từ, có câu, có chữ, có ngữ điệu. Thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Anh đã đào tạo, anh giáo dục, anh huấn luyện những con người này làm đồ đệ, làm một cái thần tượng để cho anh đem ra để triệt hạ những đối phương nhằm để mà chiếm lĩnh lấy cái thị trường trên không gian mạng này, để giữ lấy cái danh dự, cái uy tín của mình, để thao túng người thiền ám. Thế bây giờ anh sẽ chấp nhận thôi chứ. Đã làm người mà sao lại muốn làm cú, mà thiết tha làm cú, mà cảm thấy tự hào làm cú, là một loại mặt tượng trưng, biểu trưng cho cái mặt mát, cái tích chất, cái khê lương, cái buồn bã, cái u ám. Rất là đáng lòng, rất là cay cú. Tự sướng. Bây giờ phải khóa thẳng thật, lầu cú lầu quả trên không gian này. Lạ thay lạ thay. Và xin thưa quý vị khán giả, trong những cái sự việc như vậy mà nó có lại diễn ra, mà sự thật diễn ra, mà nó đang diễn ra, thì quý vị nghĩ làm sao mà không phản quốc? Ngay cả tôi cũng đầy đủ thời gian để mà bình tâm, để mà dằn đi cái xúc cảm, dằn đi cái căng phẳng, khi nghe, khi nhìn về một Phi Long Giỏi trên bài trên không gian mạng liên quan tới cái phúc điếu mà biết bao nhiêu cái ngổ ngang trong đầu, thì lại trong thế giới sinh vật có đọc về lời cũ và lời quả luôn. Và ngay cái lời nhỏ đó tôi học lớp hai đó là có cái chuyện là bỏ qua đây anh liền thiên quá anh Sơn ơi, mà cứ nhìn cho hết mà nghe này, nghe cái đoạn cuối này thì anh nói gì hả các bạn, anh chịu đó nhưng mà nó bộc lộ là tổ lộ và những giọt lệ ngắn dài này đó tôi có tôi thì sau đó đó cộng đồng mạng cũng bảo và cho rằng á nếu cần thì rất tiền trả lại cho bạn được một trong những anh thủ quân mà tôi cũng thấy xót xa nhiều lần tôi có nói đến. Thì việc đó nó diễn như vậy thì vừa rồi cách đây không bao lâu thì Phi Long Giỏi nhảy lên kể công. Phi Long Giỏi cho rằng á là cái ngày đó đó là không ai binh giật hết á, chỉ có một mình Phi Long Giỏi. Ôi trời, cái lúc đó Phi Long Giỏi có YouTube đâu, trời ơi, Phi Long Giỏi là ai, lúc đó còn bay lả đâu, trong cái bì lần nào đâu chứ, lúc đó chưa có tới lưỡi chai lạng, lúc đó còn cái dùng đất chủ chi đất thép hành động là còn bay còn gọi bay lả bay la đó, có đâu mà ra binh giật duy nhất có Phi Long Giỏi. Trời ơi, Phi Long Giỏi nghĩ là khán giả cộng đồng mạng này là người không mắt không tay hay sao á, không một Phi Long Giỏi nào cả. Xin thưa, lúc đó đó và như vậy cũng xúc xỉu những người quá cố, rồi cho rằng á là bị ra câu chuyện dẫn dắt khán giả tới câu chuyện là nhưng miễn làm vậy là để mà ăn ngay cộng đồng mạng, lừa gạt cộng đồng mạng, lợi dụng cộng đồng mạng. Rồi cái Phi Phan Phát, con Phan Phát là cái người mà không đưa tài khoản mình lên, cũng không lên kêu gọi trên mạng cộng đồng, cũng không đăng hình ảnh cái ta chết rồi lúc đó để lên trên mạng xã hội, tất cả những cuộc xúc động ngay cả Trục Quang Trục Quyết rồi đó là người nào biết khỏi thì Phan Phát cầm đó tôi đây, tôi cũng hỏi đó, lúc đó tôi cũng chưa có thân quen Phan Phát đó, đừng có mới nhận biết tiếc thôi. Thì trong trường hợp đó xin thưa rằng đó cũng không có cái chuyện mà kêu gọi không
để biết tự nguyện đi Phú Liếu. Ngày này là anh ảnh danh lên 2 like nha các bạn. Cái like này là ngày like buổi sáng đây, còn cái like buổi chiều là bây giờ anh đang like đó, buổi tối anh đang like đó, gần hết rồi đấy. Khi nãy mình mở ra là cũng cũng khá dài thời gian rồi đấy. Phát còn kêu gỡ xuống luôn kìa, gỡ cái tài khoản mình xuống luôn kìa. Vậy mà Phi Long cho cũng lên, cho là cái là lợi dụng để mà trục lợi ăn tiền của cộng đồng mạng. Đã vậy mà còn kêu là bay ra trục pháp. Ủa cho Phan Phát trục trong là họ có nói trên mạng xã hội đâu. Họ có kêu gọi là bây giờ tôi trục trong không, tôi bao nhiêu tiền của tiền cộng đồng cho tới đâu. Đâu có phải cho cái trò là đưa lên như là Nguyễn Tiến Dũng quyên góp cho bọn Nguyễn đâu. Không mà họ còn không có tính là cái trục trong là bao nhiêu không có. Thì cái chuyện không có rồi thì chưa. Nhưng anh đã từng nhớ, anh đã từng biết. Anh còn đang biết đâu. Có những cái quy định, có không quy định đâu. Tự nhiên thỏa thuận hai bên. Rồi để mình lướt qua cho hết cái bài chia sẻ thì nghe cái anh ẩn danh này nói cái gì. Chưa ai nêu tên cụ thể mình ra, chưa ai nói gì đòi hỏi gì hết. Mình nhảy lên mình sống sống lên. Cái thù đồ ngang luôn. Một cái hiện tượng Phi Long đỏ lạ luôn. Một hiện tượng Phi Long đỏ biết thành cút không cho bạn. Nhìn người khác còn chọn. Một hiện tượng quá lạ luôn. Xin thưa quý khán giả, người ta nói rằng là kỹ tử, kỹ thần. Phi Long đỏ là kỹ tử, là kỹ thần. Rất lạ luôn, không thể tưởng tượng được. Mà lại bày biểu trên không gian mạng, có cảm giác như là hay ho lắm. Cảm giác là tự hào lắm. Cảm giác như là một chân lý sống của Phi Long Nhỏ. Và ý đồ rằng Phi Long Nhỏ rằng là nó một cách tâm quyết, chia sẻ một cách quyết liệt, một cách nhiệt tình, thể hiện một điều rằng là những điều Phi Long Nhỏ chửi đó là chí lý nhiệt tình, là thay đổi Phi Long Nhỏ. Xin thưa quý vị khán giả, xung quanh câu chuyện đó tôi muốn mổ xẻ để chia sẻ tới quý vị khán giả một vài cái kỹ năng pháp lý mà tôi sẽ cần thiết, như là xác lập quyền sở hữu tài sản, những điều cũng biết có gọi là được xem là di sản thực tế không, đó là những cái phần mà có liên quan. Còn những cái phần còn lại là điều chỉnh quyền phạm trù đạo đức xã hội. Mà phạm trù đạo đức xã hội đó thì nó không có khuôn khổ rõ ràng trong quy định pháp luật, mà mặc nhiên là được thừa nhận, và cái tính cộng đồng đó nó là quan trọng. Xin thưa quý vị, cho nên đó cái chuyện mà chia sẻ của Phi Long Nhỏ giờ đây người ta ngờ vực và bị cộng đồng lên án, trong và ngoài nước lên án. Tôi thiết nghĩ là những người làm những thứ đó, cái việc đó chỉ có gây tác hại cho tên Việt Nam, không giúp ích gì. Mà nếu không tôi tham gia trên mạng xã hội, mà nếu tôi không nói với một Phi Long Nhỏ thì cũng được đi, không có tôi thì có người khác trong em lên đâu, nhưng tôi có tham gia. Mà nó sai sờ sờ đó mà bị tôi im có nghĩa là đồng ý sao? Cũng phải nói chứ gì, chứ phải nói câu Phi Long Nhỏ là không có giá trị. Đành rằng không ai có cái quyền cấm Phi Long Nhỏ tham gia mạng xã hội hết, mà thực hiện có quyền theo pháp quy định là quyền tự do ngôn luận. Đương nhiên phải theo quy định của pháp luật. Còn quy định của pháp luật như thế nào thì chủ yếu là pháp luật có quy định về những việc chế tài khi hành vi đó là biên nguyên cho sao tổng tội chỉ có trách nhiệm hình sự hoặc nhẹ hơn từ hành chính. Và nếu mà không còn bị chấp nhận những cái trách nhiệm hình sự khác. Ngoài những cái đó ra là còn điều chỉnh nữa, phần lớn cái điều chỉnh đó là những cái quy phạm đạo đức xã hội, những cái văn minh thượng đế khi mà tham gia chia sẻ. Đó không có ai mà làm cái cách như một Phi Long Nhỏ bao giờ, không ai làm lạ lùng cho bao giờ, mà là diễn ra trên không gian mạng. Cho nên thành thật mà nói, không muốn nói về Phi Long Nhỏ tôi phải thật nói vậy, nhưng không nói được vì nó chưa hướng nữa mà. Không nói không được, đúng không? Không nói thì rất là cay, nhưng mà nói ra thì nghe nó cũng kỳ. Tối ngày cứ lôi cái anh Phi Long Võ này ra nói hoài thì nghe cũng chán, phải không anh Sơn? Không. Mà cái việc bây giờ là Phi Long Võ là một cái gai trong mắt của anh, là một đối thủ nặng ký, đã vạch trần, đã lôi ra tất cả các cái sự thật gian dối ma mị khuất tất đằng sau của cái câu chuyện mà thị phi này. Và quan trọng hơn là anh Phi Long Võ là một người có thể được gọi rằng là cản đường và cản bước cho cái kế hoạch tiếp theo của anh trong cái sự vụ mà thâu tóm Thiền Am. Cho nên đến bây giờ, một mặt là anh ra sức để triệt hạ uy tín của anh Phi Long Võ, thứ hai nữa là để bảo vệ danh dự của mình thì bắt buộc là phải lôi anh Phi Long Võ này ra đấu khẩu để chứng minh. Bên cạnh đó thì phủ nhận tất cả những cái luận điều, những cái chia sẻ của anh Phi Long Võ là sai sự thật, là vô can vô cớ, là xúc phạm nặng nề đến anh, thấy không? Bên cạnh một mặt là anh tự tung hô bản thân của anh là một con người là quang minh chính đại, đã bị anh Phi Long Võ là dẫn dắt sai sự thật rồi, đấu tố vu khống rồi bôi nhọ xúc phạm đến anh. Nếu có đủ căn cứ về pháp lý thì anh cảm thấy anh Phi Long Võ mà sai xúc phạm như thế nào thì một người làm luật như anh thì chắc chắn anh sẽ biết xử lý như thế nào chứ, đúng không? Tại sao anh lại lên trên mạng này để phân trần, để dẫn dắt, để chia sẻ những cái luận điệu mà khiến cho người nghe cảm thấy là nó hết sức là vô lý? Bởi vì trong khi thực tế ra là nếu như cộng đồng mạng xã hội này không có những người như Phi Long Võ, những người mà đã quay lưng người nhóm thứ tư này để vạch trần ra cái sự gian dối ma mị lọc lừa tham lam của bạn anh, thì liệu để cho bạn anh quấy nát cái mạng xã hội này và để cho bạn anh có thể là đưa người Thiền Am vào trong cái bẫy thị phi này, đến bao giờ mới chịu dừng lại và buông tha cho người Thiền Am đây? Cho nên hiện tại Phi Long Võ không chỉ là Phi Long Võ, mà những người là đã ở trong nhóm thứ 4 khi quay lưng là một cái đối thủ nặng ký và là một cái gai trong mắt đang cản đường anh
nhóm của anh ẩn danh này, chỗ này rất là cay cú, và anh luôn lấy cái đề tài Phi Long Võ Ngọc Quyên, rồi rất nhiều người đã quay lưng để làm một cái đề tài đối phó và phủ nhận những cái bài chia sẻ của họ để chứng minh anh là một con người là quang minh chính đại. Nhưng đến bây giờ anh cũng vẫn chưa chứng minh được anh là ai, anh là gì, và tất cả các cái sự việc mà liên quan đến cái sự tham lam vô đối cũng như các cái hành vi mà gian lận của bạn anh trong suốt thời gian qua thì đã được cộng đồng mạng nhìn nhận và thấy rất là rõ. Không chỉ là ở nhóm thứ tư này mà rất nhiều người cũng xác định chứng minh rằng là cái sự thật về cái độ ma mị và cũng như là cái trò lương lẹo của bạn anh là nó nằm ở một cái góc độ quá cỡ rồi, không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà dù anh có biện minh, dù anh có phân trần như thế nào đi chăng nữa thì cái bản chất của bạn anh đến bây giờ là không còn gì để gọi là tôn trọng ở đây nữa. Cho nên anh mất rất nhiều, mất ở cái nhân cách, cái giá trị, và có thể là mất trên cái lợi ích trong cái cuộc mà cuộc đua trên cái thương trường để thao túng Thiền Âm như thế này. Cho nên anh rất là cay cú. Bây giờ là anh chỉ còn lại 3-4 đồ đệ của anh thôi, để mà anh lợi dụng đến nước sau cùng. Nếu không còn cơ hội để lợi dụng nữa thì chắc chắn rằng anh cũng vứt sang một bên thôi. Đó là cái bản chất của con người bằng anh, là chơi kiểu qua cầu rút ván, dắt chanh bỏ vỏ đấy. Cho nên những con người còn lại mà bây giờ đang cổ xí một cách mù mùi cho cái nhóm này thì hãy nên cảnh giác và hãy nên nhìn lại bản thân của mình đang đứng ở một cái vị trí nào để bảo vệ một cách mù mùi. Trong khi sự thật đã rành ra là nhóm những con người này là họ lợi dụng rồi. Họ đang lợi dụng mình để đối phó lại với các đối phương của họ và để tạo nên một cái quy lực, một cái thanh thế, một cái lực lượng hùng mạnh để đối phó lại các đối phương. Thấy không? Trơ trẽn nhất là những cái số tiền mà nhóm này đã ăn chặn một cách công khai, coi những con người này một cách là không ra gì. Họ chỉ là YouTuber, họ không trách nhiệm gì. Bà chúng tôi mới là người được ăn chia, được hưởng cái số tiền đó. Đừng có chia gì cho hết các YouTuber này. Rõ ràng không? Trong số 13 kênh YouTube thì còn lại, những kênh còn lại đó đã thấy rồi đấy. Nhưng mà chắc chắn rằng trong cái cuộc chơi này cũng có là được và mất. Được cái này thì có thể mất cái kia, và mất này thì có thể là được cái kia. Cho nên là họ vì bất chấp một cái điều gì mà họ có thể bất chấp để đánh đổi như vậy đó các bạn. Chứ không phải là họ mù mờ đến một cái góc độ đâu. Nhưng mà cái mạng xã hội này là như vậy đó, là một cái trò chơi giống như kiểu là mèo vờn chuột như vậy đó. Nhưng nó cũng khá là thú vị, để từ đó chúng ta có thể nhận định ra được đâu là thật, đâu là giả, đâu là ma mị và dối trá với lòng người.